không lấy bất đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì phạm trí không thấy trí nhất thiết trí sở quán, không thấy bát nhã năng quán, không thấy người quán, nơi chốn quán và thời gian quán. Phạm trí ấy chẳng quán trí nhất thiết trí ở nội sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng quán trí nhất thiết trí ở ngoại và nội ngoại sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng phải lìa sắc thọ tưởng hành thức mà quán trí nhất thiết trí cho đến pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa cũng đều như vậy vì sao vì nội hay ngoại nội ngoại liền nội ngoại tất cả đều không không thể đắc phạm trí thắng quân dùng các môn ly tướng như vậy đối với trí nhất thiết trí tin hiểu sâu sắc đối với tất cả pháp đều không chấp trước đều không chấp thủ vì thật tướng của các pháp đều không thể đắc như vậy phạm trí sau khi dùng môn ly tướng tin hiểu vào trí nhất thiết trí rồi đối với tất cả pháp đều không chấp thủ vào tướng cũng không tư duy các pháp vô tướng vì pháp tướng vô tướng đều không thể đắc nhà được thắng giải mà đối với tất cả pháp phạm trí không thủ không xả vì trong pháp thật tướng không thủ xả phạm trí đó đối với những điều chính mình tin hiểu cho đến niết bàn đều không thể chấp trước vì sao vì bản tánh của tất cả pháp đều không không nên chấp thủ hết quyển thứ 484